thưa quý vị và các bạn thượng tọa thích trường xuân đại biểu hội đồng nhân dân huyện một nhà tu hành thường xuyên quan tâm tới các chương trình phát thanh và truyền hình của huyện từ nhiều năm qua cảm kích trước sự làm việc tích cực đưa tin kịp thời hình ảnh sống động của các phóng viên truyền hình quốc oai thượng tọa đã dành tình cảm tặng cho trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện một chiếc xe ô tô cỡ nhỏ để chuyên trở các thiết bị truyền hình trực tiếp mà trước đó thứ trưởng bộ thông tin truyền thông đã tặng cho trung tâm đây là niềm vui sự động viên khích lệ rất lớn, giúp đội ngũ phóng viên, biên tập viên thực hiện tốt hơn nữa các chương trình truyền hình. Món quà của thượng tọa Thích Trường Xuân dành cho trung tâm trong thời điểm này rất kịp thời và ý nghĩa, sẽ giải quyết được những khó khăn trên, góp phần giúp trung tâm từng bước đồng bộ các thiết bị truyền hình, phục vụ tốt công tác tuyên truyền, đưa chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước tới nhân dân một cách sinh động, thiết thực, hiệu quả trong cuộc sống.